3 dấu hiệu cho thấy là bạn đã kết nối với vũ trụ. Hãy tưởng tượng là bạn cảm thấy gắn bó sâu sắc với nhịp điệu của cuộc sống, nơi mà mọi khoảnh khắc đều trôi qua với mục đích và sự minh bạch. Cảm giác hòa hợp này chính là sự kết nối với vũ trụ. Nó giống như là đang di chuyển theo dòng chảy của một dòng sông hùng vĩ, được dẫn dắt một cách dễ dàng bởi một sức mạnh vĩ đại hơn chính chúng ta. Khi chúng ta điều chỉnh trái tim và hành động của mình theo vũ trụ, chúng ta sẽ mở ra con đường với sự dễ dàng sung túc và sự hiểu biết sâu sắc. Đúng như vậy, có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Nó cho thấy là khi nào chúng ta đang cưỡi lên trên làn sóng kết nối này. Hãy cùng khám phá về những dấu hiệu này để xem là chúng phản ánh như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Mọi thứ thì đều đang diễn ra theo hướng có lợi cho bạn khi mà thế giới cảm giác như là đang chuyển động cùng với bạn thay vì là chống lại bạn. Thì đó giống như là một lời thầm thì từ vũ trụ nói với bạn rằng bạn đang đi đúng hướng. Đó là một trải nghiệm vượt xa sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc là một may mắn nào đó. Đó là về việc bạn hòa mình với nhịp điệu hài hòa với năng lượng kết nối của vạn vật. Sự kết nối này thì không có nghĩa là cuộc sống trở nên không còn thách thức, mà thay vào đó là vũ trụ bắt đầu hoạt động theo hướng có lợi cho bạn. Nó biến những trở ngại thành những bước đệm và hướng dẫn bạn đến với tiềm năng thực sự của bản thân mình. Hãy cân nhắc điều này. Đó là vũ trụ bao la, nó chứa đựng vô số khả năng và kết quả. Khi mà mọi thứ bắt đầu diễn ra theo hướng có lợi cho bạn, đó là dấu hiệu cho thấy rung động của bạn khớp với tần số với những gì mà bạn mong muốn. Nó giống như thể là vũ trụ đang tự sắp xếp lại, tạo ra những hoàn cảnh và những cơ hội phù hợp với ý định và nguyện vọng sâu sắc nhất của bạn. Đột nhiên, bạn nhận thấy rằng có những người và những cơ hội phù hợp dường như là xuất hiện vào đúng thời điểm, như thể là có phép thuật vậy. Thế nhưng mà tại sao điều này lại xảy ra? Về cốt lõi, vũ trụ đang hoạt động là dựa trên năng lượng rung động và sự hấp dẫn. Nó đồng năng lượng thì sẽ hút nhau. Khi bạn phát ra năng lượng tích cực thông qua suy nghĩ và cảm xúc, đồng thời là hành động, bạn sẽ thu hút năng lượng tương tự trở lại với cuộc sống của bạn. Đây không chỉ là một triết lý, nó là một nguyên tắc được quan sát trong tự nhiên và ngày càng được khám phá nhiều hơn. Trong thế giới vật lý, lượng tử năng lượng và ý định của bạn gửi ra những tín hiệu cộng hưởng với cấu trúc của thực tại. Nó kéo về phía bạn là những trải nghiệm phù hợp với trạng thái tồn tại của bạn. Hãy tưởng tượng rằng là bạn đang trồng những hạt giống trong vườn. Vai trò của vũ trụ thì giống như là mặt trời, đất và nước, những yếu tố mà thiết yếu nuôi dưỡng và phát triển những gì bạn đã trồng. Nếu mà những hạt giống mà bạn đang gieo là sự sợ hãi, nghi ngờ hay là lo lắng, thì khu vườn cuộc sống của bạn sẽ phản ánh điều đó. Tuy nhiên, khi bạn gieo những hạt giống của sự hy vọng, lòng dũng cảm và sự tích cực ngay cả khi bạn gặp nghịch cảnh, thì vũ trụ sẽ ươm mầm những hạt giống đó thành một khu vườn kỳ diệu. Những điều nhỏ nhặt và lớn lao, đèn giao thông sẽ chuyển sang màu xanh. Và khi bạn đến gần hoặc là bạn tìm được một chỗ đậu xe hoàn hảo, có vẻ như đây là một dấu hiệu rất tầm thường, nhưng mà chúng chính là những biểu hiện cho thấy sự khẳng định tinh tế của vũ trụ. Những khoảnh khắc này đang nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không hề đơn độc trên hành trình này. Vũ trụ vẫn đang lắng nghe và đáp lại những hướng dẫn của chúng ta. Thông qua những dấu hiệu, những khuyến khích này thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước với một niềm tin và sự tích cực. Hơn nữa, những dấu hiệu này thì mời gọi chúng ta suy ngẫm về trạng thái bên trong của mình. Kết nối thì không phải là điều kỳ diệu tự nhiên xảy ra. Nó đòi hỏi sự nỗ lực có ý thức để duy trì một thái độ tích cực, buông bỏ đi nỗi sợ hãi và đón nhận niềm tin bên trong. Đó là về việc bạn nhận ra rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc đấu tranh thì vẫn có một bài học phước lành hoặc là một sự định hướng lại cho những điều tốt đẹp nhất với chúng ta. Điều này được hiểu rằng, trong thế giới bên trong của chúng ta, nó định hình nên trải nghiệm bên ngoài của chúng ta. Bằng cách nuôi dưỡng sự an lạc, lòng biết ơn và niềm vui ở bên trong, chúng ta có thể chứng kiến được những điều kỳ diệu trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, khi ngày của bạn diễn ra một cách duyên dáng và dễ dàng, khi bạn được chào đón bằng lòng tốt bất ngờ từ một ai đó, hoặc là khi bạn thấy mình đang đúng ở đúng nơi, đúng thời điểm, khoảnh khắc đó, hãy dành một chút thời gian để thừa nhận về điều này. Đây không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chúng là những sự khẳng định đến từ vũ trụ rằng bạn đang hòa nhịp với khả năng vô tận của vũ trụ. Và đó là lời nhắc nhở rằng
Khi chúng ta điều chỉnh năng lượng của mình với năng lượng của vũ trụ, chúng ta đang mở ra cánh cửa đến với một thế giới nơi mà những điều kỳ diệu không thể có được, mà ngoài ra nó còn có thể vượt trên cả sự mong đợi. Hãy nhớ rằng, kết nối không chỉ là những chứng kiến về những kết quả thuận lợi, mà đó là minh chứng cho công việc nội tâm mà bạn đã thực hiện, những nỗi sợ hãi mà bạn đã phải đối mặt và sự tích cực mà bạn đã nuôi dưỡng. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn không chỉ đang bước qua cuộc sống mà bạn đang còn dẫn dắt, hỗ trợ và yêu thương bởi một vũ trụ mong muốn thấy là bạn phát triển. Vì vậy, hãy giữ cho trái tim của bạn mở rộng, luôn tích cực và để vũ trụ cho bạn thấy bạn có thể đạt được những điều tuyệt vời đến mức như thế nào. Khi bạn hòa mình cùng với dòng chảy hùng vĩ của nó, hay là cuối cùng bạn cũng đang sống trong hiện tại, đắm chìm vào khoảnh khắc hiện tại này, giống như là việc khám phá ra một lối đi bí mật đến với một thế giới nơi mà thời gian bước đi theo nhịp đập của trái tim. Chúng ta đắm chìm một cách sâu sắc trong thời điểm hiện tại này. Đó là một dấu hiệu rõ ràng của sự kết nối với vũ trụ. Đó là trạng thái mà sự lo lắng, bồn chồn, sao lãng đều tan biến, để lại đằng sau một bức tranh mà trên đó mỗi khoảnh khắc đều được vẽ bằng những màu sắc sống động của niềm vui và chánh niệm. Hãy tưởng tượng rằng một thế giới nơi mà mọi công việc dù trần tục đến đâu thì cũng trở thành một bài thiền định. Việc rửa bát của bạn cũng có thể biến thành một bài tập chánh niệm. Một bông hoa ở trên mặt đất hay là trên mặt nước, nó trở thành một vũ trụ để khám phá. Việc chúng ta đi bộ, nó trở thành việc là một điệu nhảy với trái đất, nơi mà mỗi bước chân của bạn sẽ kết nối với nhịp đập của hành tinh này. Mức độ gắn kết với hiện tại này, nó không chỉ đơn thuần là tận hưởng khoảnh khắc, đó là sự thừa nhận sâu sắc về vẻ đẹp thoáng qua của vũ trụ. Một cái cúi đầu sâu trước bản chất phù du của vũ trụ. Phép thuật của việc đắm chìm vào trong khoảnh khắc hiện tại, nó không chỉ đơn thuần là sự bóp méo về thời gian, nơi mà hàng giờ có thể giống như là vài phút có thể kéo dài thành hàng giờ. Đó là về bước nhảy của việc là chúng ta bước vào trong trạng thái của dòng chảy, một khái niệm mà các nhà tâm lý học đã nghiên cứu một cách rộng rãi. Trong trạng thái dòng chảy kỹ năng của bạn, bạn hoàn toàn phù hợp với thách thức của hiện tại, dẫn đến một trạng thái ý thức tối ưu, nơi mà bạn thể hiện được tốt nhất về bản thân mình. Đây là một sự sáng tạo bùng nổ, các vấn đề tìm thấy giải pháp, và bạn sẽ đạt được những thành quả nhiều hơn với một sự nỗ lực ít hơn. Trạng thái dòng chảy này thì không chỉ là dành riêng cho những nghệ sĩ hay là những vận động viên, nó sẵn có là cho tất cả mọi người ở mọi nơi. Cho dù là công việc của bạn đang là gì, là một lập trình viên, bạn làm vườn, viết lách hay là chơi nhạc, trạng thái dòng chảy này nó là một điểm ngọt ngào, nơi mà thử thách và kỹ năng sẽ cân bằng ở mức giới hạn khả năng của bạn. Nó thúc đẩy bạn phát triển về phía trước. Đó là trạng thái đòi hỏi về sự hiện diện, nơi mà quá khứ và tương lai sẽ trở nên không liên quan và chỉ còn có nhiệm vụ ở trước mắt là quan trọng nhất. Đạt được trạng thái dòng chảy và sự hiện diện sâu sắc này, đó là một kỹ năng được mài giũa qua thực hành và chánh niệm. Nó sẽ bắt đầu bằng những bước đơn giản là bạn dành thời gian để tập trung vào hơi thở của mình, nhận biết các giác quan của bạn và nhẹ nhàng đưa tâm trí của bạn trở lại khi mà nó lang thang theo thời gian. Những thực hành này nó sẽ được bồi dưỡng khả năng hiện diện sâu sắc, giúp bạn dễ dàng để bước vào trạng thái của dòng chảy trong các năng lượng và hoạt động khác nhau. Sự kết nối với khoảnh khắc hiện tại này là một điều rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân. Nó định hình cho con người của chúng ta, ảnh hưởng đến các quyết định, các mối quan hệ và con đường của chúng ta trong cuộc sống. Nó dạy chúng ta cách chấp nhận sự thay đổi, nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều ngắn ngủi và hiểu được rằng mỗi một khoảnh khắc là một bước đi trên hành trình của chúng ta. Khi chúng ta trở nên hiện diện hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một chuỗi các hành động có chủ ý. Mỗi một hành động thì đều thể hiện con người sâu sắc nhất của chúng ta, hòa hợp với nhịp điệu của vũ trụ. Vẻ đẹp của việc hoàn toàn hiện diện, nó cũng nằm ở sự đơn giản của nó. Nó không đòi hỏi bất cứ một điều gì bên ngoài cả, không cần phải là địa điểm cụ thể nào, cũng không cần đến một công cụ đặc biệt hay là đắt giá nào cả. Tất cả những gì nó yêu cầu, đó là bạn hoàn toàn hòa nhập với hiện tại. Bạn trân trọng phép màu của sự tồn tại trong mỗi hơi thở, mỗi ánh nhìn và mỗi một lần chạm. Đây là nơi mà niềm vui thực sự sẽ nằm trong chiều sâu của khoảnh khắc hiện tại.
Trong trạng thái dòng chảy này, trong sự kết nối này, những điều kỳ diệu không chỉ là có thể mà chúng sẽ trở thành một phần trong cấu trúc cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm thấy những niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cơ hội trong thách thức và trải nghiệm một sự kết nối sâu sắc với vũ trụ, mà trong đó mọi thứ cuộc sống của chúng ta nó sẽ trở thành minh chứng cho sức mạnh của sự hiện diện, một sự hé mở liên tục về những điều kỳ diệu được hướng dẫn bởi bàn tay vô hình của sự hài hòa đến từ vũ trụ. Vì vậy, sống trọn vẹn trong hiện tại không chỉ là để sống trọn vẹn hơn, mà đó là một hành trình để trở về với bản thân đích thực, một sự kết nối lại với bản chất của con người chúng ta được vọng lại trong dòng chảy bất tận của vũ trụ. Đó là con đường để khám phá về những điều phi thường trong những điều bình thường. Chúng ta tìm thấy vũ trụ trong một hạt cát và tìm thấy vĩnh hằng trong một giờ. Bạn đưa ra quyết định một cách dễ dàng hơn đối với mọi thứ. Khi mà những quyết định mở ra trước mắt bạn, nó có một sự rõ ràng và dễ dàng để lựa chọn. Giống như việc chúng ta đã dành thời gian để khai thác về một trí tuệ cao hơn. Một sự thúc đẩy nhẹ nhàng từ vũ trụ, nó hướng dẫn con đường với chúng ta. Và sự dễ dàng này trong việc đưa ra quyết định, đó là một dấu hiệu của sự kết nối với vũ trụ. Một trạng thái nơi mà sương mù của sự bối rối tan biến và con đường phía trước trở nên sáng tỏ hơn. Đó là hành trình tự do đến với sự rõ ràng. Từ nghi ngờ đến với chắc chắn, được tạo điều kiện bởi sự kết nối sâu sắc với bản ngã cao hơn của chúng ta. Và dòng chảy vũ trụ trong một thế giới đầy rẫy những sự lựa chọn và những tình trạng đôi khi là quá tải về thông tin liên tục. Nhận biết các giác quan của bạn và nhẹ nhàng đưa tâm trí trở lại khi mà nó lang thang theo thời gian. Những thực hành này dần dần sẽ bồi dưỡng khả năng hiện diện của chúng ta. Nó giúp bạn dễ dàng bước vào trạng thái dòng chảy trong các hoạt động khác nhau. Sự kết nối với khoảnh khắc hiện tại này là rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân của mình. Nó định hình nên con người chúng ta, nó ảnh hưởng đến quyết định, mối quan hệ và con đường mà chúng ta sống. Nó dạy chúng ta cách chấp nhận sự thay đổi, nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều ngắn ngủi. Và bạn hiểu rằng mỗi một khoảnh khắc là một bước đi trên hành trình của chúng ta. Sống mà chúng ta biến thành những lựa chọn hàng ngày, những bước đi phù hợp với các giá trị và nguyện vọng sâu sắc hơn của chúng ta. Khi các quyết định này diễn ra một cách dễ dàng, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta không chỉ đang bước đi một mình trên con đường này, mà chúng ta còn đang nhảy múa cùng với vũ trụ. Mỗi một bước đi, mỗi một sự lựa chọn, nó trở thành một bước chuyển động trong vũ điệu của vũ trụ này.
được hướng dẫn bởi một sức mạnh mong muốn lớn hơn. Chúng ta phát triển trong trạng thái này, chúng ta không chỉ còn là đưa ra quyết định, mà chúng ta đang cùng với vũ trụ để sáng tạo nên thực tế nơi mà mình lựa chọn trở thành cuộc sống của bạn. Đây chính là vẻ đẹp của sự kết nối. Nó không chỉ là việc chúng ta đi đâu, mà còn là cách mà chúng ta đưa ra quyết định. Nó đều phản ánh những sự thật về nỗi sợ và những nguyện vọng cao cả nhất của chính chúng ta. Trên đây, Hiểu Về Tâm Trí chia sẻ với bạn về những dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang có những kết nối sâu sắc thực sự với vũ trụ. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy là nội dung là hữu ích, hãy nhấn nút thích video và để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấn quả chuông thông báo để cập nhật được những nội dung mới nhất từ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.